còn cái Ngọc thì có vẻ là ổn hơn hả? Cái Ngọc anh ấy. Anh thì nó chồng con rồi, với lại nó con gái. Thế thằng Tuấn thì nó cũng nó đi Singapore. Không phá nhưng mà nó cũng không phá. Không phá gì nhưng mà làm ăn vẫn còn lỗ nhiều. Thế thằng Tuấn nó đi Singapore vào trước khi bộ đội hay là sao? Đầu tiên là đi ở nhà xong rồi là bắt đầu đi Singapore trước chứ gì nhỉ? Nhớ là chúng nó đều đi sang bên đấy học. Đi bộ đội trước. Đi bộ đội trước chứ, xong bắt đầu đi sinh. Mà ông chúng nó đâu anh. Đứa này là đứa khác, chứ không phải đứa vợ con vợ Singapore đâu. Không, thằng Tuấn với lại cái đứa Singapore. Đứa lấy này không phải đứa Singapore. Đứa lấy là người bố cháu Hà Nội. Bố cháu bảo là nhớ là anh Tuấn với lại chị Ngọc Anh thì đều đi học ở Singapore. Đúng rồi. Thì nó đi trước. Học trước nó đi bộ đội hay là sao? Ngọc Anh đi trước xong là Tuấn đi sau. Thế vậy thì đi Singapore trước. Thế mà về nó còn đi bộ đội được là giỏi quá chứ. Chứ môi trường bộ đội nó vất vả. Thì nó bảo là bất cứ thằng nó lì đòn. Nó vào thằng lì đòn. Nghĩa là bảo là nó bảo đi chấm ta sắp mấy chục ngày mấy tháng nửa năm với lại thầy các tỉnh thì anh biết rồi, cũng đi cần về nhà năm ngoái thì cần ở nhà đấy, năm ngoái cần ở nhà, năm nay mẹ cần được rồi. Thầy bạn giỏi nhỉ, lắm chuyện. Vậy đi lên nói đùa. Thế là chị Thái là về hưu từ bệnh viện Bưu Điện đúng không? Chị bác về hưu ở bệnh viện Bưu Điện là sớm. Là cái vụ Bưu Điện đấy. Bưu Điện là sao? Cách đây độ 3-4 năm mới giám đốc bệnh viện Bưu Điện tham nhũng ấy. Thì bà là kế toán trưởng không? Thế thì trước khi đấy là nghĩa là bà này bà ấy bảo là không thể chấp nhận được cái kiểu ăn như vậy. Nghĩa là cũng cùng ấy, nhưng mà đến khi mà quá lắm rồi bà không giống nữa, bà không dính nữa, bà không chấp nhận nữa, bà bảo xin về hưu. Bà về hưu trước 2 năm thì tao nhũng quá không cẩn thận mình vào đấy mình chấp nhận cùng chúng nó ấy chứ. Chết chung. Cái đoàn trưởng của mình cái đoàn trưởng là nó bắt làm bậy bạ là chết đi hả? Đấy, sợ lắm. Thế là thấy nó ăn quá sợ luôn rồi, nó bắt mình phải ép mình ấy. Ép mình để làm những cái thứ đấy mà rõ ràng là không thể được ấy. Anh ấy đi bảo hiểm đấy anh. Bảo hiểm cách đây mấy năm ấy. Nó làm cơ mà làm trắng trợn đấy. Thế là bà bảo thôi, không thể làm được, không thể về. Quyết tâm xin về, không cho về và cũng nghỉ việc. Bà Thái là sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ? Gần anh. Bà cùng tuổi với anh à? Con cháu. Thế mà bà cứ toàn gọi người ta bằng anh thôi. Gọi vậy cho nó trẻ sao? Thôi. Số 2 bằng anh.